phương pháp trị liệu thời phong kiến được Phượng Vĩ Nguyệt áp dụng ở cung Bắc Triều. Thái hậu nương nương, uống hết nước này đi. Cái này, thật sự đau quá. Thái hậu nương nương, ráng lên. Bệnh của người sắp khỏi rồi. Phượng Vĩ Nguyệt ôm chặt Hoàng Thái Hậu, bắt đầu nhảy mạnh. Sau 99 lần nhảy, Phượng Vĩ Nguyệt dừng lại để thở hổn hển. Hoàng Thái Hậu cảm thấy thế nào? Có muốn đi vệ sinh không? Ai ra cảm thấy đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn còn thấy đau. Cũng không muốn đi vệ sinh, vậy à, có vẻ chỉ nhảy trong nhà không đủ. May mà tôi đã sẵn chuẩn bị trước rồi. Vừa nghĩ, Phượng Vĩ Nguyệt ôm chặt Hoàng Thái Hậu, mở mạnh cửa ra, bắt chấp mọi người ở cửa. Trực tiếp bay ra, nhảy lên mái nhà, mọi người ở cửa nhìn sửng sốt. Phượng Vĩ Nguyệt và Hoàng Thái Hậu nhảy lên nhảy xuống trên mái nhà. Mộ Thuyền Cơ là người đầu tiên nhận ra, giơ tay chỉ vào Phượng Vĩ Nguyệt. Phượng Vĩ Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Hỗn xược, cô muốn tạo phản à? Ngươi nói cái gì vậy? Làm sao Phượng Vĩ Nguyệt có thể? Tất cả im lặng, đây là phương pháp chữa trị đặc biệt của Phượng Vĩ Nguyệt. Ngươi nói đúng là đúng à? Dương Thái Ý, ngươi nói ta nghe xem. Bệnh nhân không nằm yên trên giường nghỉ ngơi mà phải bị ôm như vậy rồi còn nhảy nhót mà có thể chữa bệnh sao? Hoàng thượng, hãy ra lệnh bắt Phượng Vĩ Nguyệt ngay. Tôi tin vào Phượng Vĩ Nguyệt. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bản vương sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Xem ra, ngươi thực sự tin tưởng vào tài nghệ thuật y thuật của Phượng Vĩ Nguyệt. Nếu không thì sao? Phượng Vĩ Nguyệt đang dự định nhảy thêm một vòng. Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói. Nhanh lên, ai ra muốn? Muốn. Ta muốn đi vệ sinh. Thái hậu nương nương, hiện tại cảm giác như thế nào? Sau khi đi vệ sinh xong, có vẻ không đau nữa. Mẫu hậu, thật sự không đau nữa sao? Ai ra thật sự đã khỏe hơn rồi, cơ thể cũng không đau đớn gì nữa. May mắn là có Vĩnh Gia quận chúa. Nhìn đi, may mà mẹ trước đây đã hết mình đẩy thuyền cho tụi con. Nếu không, sau này khi gặp cô ấy, con chắc phải quỳ gối và gọi mẹ ơi đấy. Lần đầu tiên thấy lời của mẫu phi, thật là hợp lý. Y thuật của Vĩnh Gia quận chúa, thật không hổ danh. Không biết tại sao lại đi ra ngoài nhảy một vòng, thì cơ thể liền hết bệnh được. Không thể nói rằng cơ thể có đá trong đó. Trong thời xa xưa sẽ bị coi là yêu quái. Loại bệnh này, phần lớn nguyên nhân là do chế độ ăn uống gây ra. Khi bệnh này phát tác, sẽ tắc nghẽn một số cơ quan trong cơ thể, dẫn đến cơn đau dữ dội. Ta vừa mới mang Thái hậu nương nương nhảy múa như thế, để có thể làm đả thông cơ thể nơi bị tắc nghẽn một chút. Bệnh sẽ khỏi. Lục thẩm y thuật của Nhiên Danh bất hư truyền. Đa tạ hoàng thượng quá khen. Hoàng Nhi, lúc này ai ra từ quỷ môn quan trở về. May mắn mà có Vĩ Nguyệt. Con phải khen ngợi cô ấy một cách chân thành đấy. Được. Vĩnh Gia quận chúa Phượng Vĩ Nguyệt nghe lệnh. Hôm nay đã có công cứu chữa Hoàng Thái Hậu. Thưởng riêng 4 căn biệt phủ ở 4 phía của Hoàng Thành. Thưởng thêm 20 bộ vải lụa vàng. Nhận 20 bộ vải lụa hoa. Nhận 20 bộ vải lụa lê. Khâm thử. Tạ ơn Hoàng thượng. Trời đã tối, hôm nay cũng là một ngày dài. Chúng ta hãy cùng ăn tối đi. Trong khi đó, tại phủ thái phó, trên bầu trời của Viên Thanh Trúc, đột nhiên xuất hiện một số người mặc đồ đen đã làm một số chuyện ảo muội. Hoàng thượng không xong rồi. Sung Vương Điện Hạ bị bắt cóc. Đây là tờ giấy mà tôi vừa thấy trên bàn trong phòng. Trên tờ giấy nói rằng họ đã bắt cóc Điện Hạ. Họ còn yêu cầu chúng ta mang ra 20 triệu lượng tiền chuộc. Nếu không, sẽ diệt trừ con tin. Giết chứa con tin, lão Diệp này. Giết chứa con tin, có nghĩa là gì? Có lẽ là ý định hạ sát vương gia. Sùng Vương Phi, cụ thể chuyện gì đã xảy ra? Sưng Vinh đã bị bắt cóc trong phủ sao? Điện hạ đã đi từ sáng sớm, đến thăm Phượng Nhi tại phủ thái phó, cả ngày không trở về. Sau khi thấy tờ giấy này, cũng đã sai người đến phủ thái phó. Nhưng người ở phủ thái phó nói, Điện hạ đã rời đi khi hoàng hôn. Phượng Vĩ Nguyệt, chuyện này có phải do ngươi làm không? Đại công chúa à, cơm có thể ăn bừa. Không thể nói lung tung đâu. Tôi đã ở đây cả đêm. Làm sao có thời gian bắt cóc Sùng Vương Điện Hạ? Đúng rồi đấy, chính tôi đấy. Tại hắn ta ngu quá thôi, sao phải nói thôi. Lão Diệp hành động này, thật sự cao xa như trời. Vương Phi, tại Sùng Vương phủ của người, lại đưa đến một tờ giấy. Sùng Vương Phi vội vàng đoạt lấy tờ giấy, trước khi trời sáng, chuẩn bị tiền chuộc. Để dưới gầm cầu nhỏ ở phía tây ngoại thành, nếu không, diệt trừ con tin. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Bây giờ kẻ thù ở trong bóng tối. Thiếp thân thật lo lắng Điện Hạ sẽ xảy ra chuyện.
Vương Phi không bằng theo lời bọn chúng nói. Đi gom tiền trước, chờ đến lúc giao dịch. Kéo kẻ thù ra rồi truy vấn. Trong phủ bây giờ không còn nhiều bạc như vậy. Ai ra và tuyển cơ còn một ít bạc. Chúng ta góp chung, gia đình chúng ta, trước hết, hãy chụp Sùng Viêm ra trước đã. Ai đó, người đó ở đâu? Đang bị trói bên trong. Cách làm của ông, không hổ danh cao thủ. Tuyệt vời, 20 triệu lạng đó, lần này thật sự sẽ làm phủ Sùng Vương rỗng túi. Đúng vậy, tôi làm việc cô còn không tin tưởng sao? Bây giờ nói sao? Chúng ta sẽ nhận tiền rồi mới diệt trừ con tin? Hay là bây giờ liền diệt trừ con tin? Hiện tại vẫn chưa thể diệt trừ con tin. Nếu vậy đứa bé trong bụng em gái tôi phải làm sao? Vở kịch thực sự chưa bắt đầu. Vậy ý cô là... Nhận tiền rồi thả người. Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chờ nhận tiền, chúng ta chia đôi. Ôi bộ trưởng à, người thật là đáng tin cậy. Ông hãy yên tâm đi đến dưới cầu lấy bạc mà. Mộ Ngọc Sơn đã sai người trong bóng tối. Cả vương gia điện hạ cũng bị kinh ngạc vì chuyện này. Anh ta thậm chí còn để cho bạn. Vậy không sao. Thật là gần gũi với người tốt sẽ tốt, gần gũi với người xấu sẽ xấu. Bạn xem vương gia điện hạ giờ cũng học theo bạn làm xấu rồi. Thôi, đủ rồi. Tôi sẽ đi vào hang động trước để xem xét ông đã dày vào người ta như thế nào. Lão Diệp, cách ông làm này khá sáng tạo đấy. Nói xong, Phượng Vĩ Nguyệt lùi lại vài bước. Tiểu cô nãi nãi, cô lại đánh người rồi. Không không, nó chỉ là gãy một chút xương sườn thôi. Không sao cả. Gãy một chút xương sườn. Chỉ là thế thôi, cô gái này. Quá văn minh và đáng sợ.